Hôm nay ngày 3 tháng 7, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội nhận đơn phúc khảo bài thi lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi của học sinh từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7. Sau khi tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi của học sinh, các nhà trường tổng hợp đơn phúc khảo và danh sách học sinh phúc khảo về phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã. Chậm nhất ngày 25 tháng 7, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã sẽ nhận kết quả phúc khảo của học sinh đơn vị mình tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau đó chuyển về các nhà trường. Các nhà trường sẽ trả học sinh phiếu báo kết quả tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, các trường trung học phổ thông công lập, chuyên và không chuyên sẽ tổ chức xác nhận nhập học và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển sau phúc khảo nếu có. Hình thức xác nhận nhập học là trực tiếp.